Hello các bạn, hôm nay giới thiệu các bạn là cái cách xem giờ bằng máy tính bỏ túi liệu rằng có thực hiện được hay không. Bây giờ các bạn làm như sau này. Đây chúng ta sử dụng cái máy này này FX5880BTG này. Bây giờ on là mở máy này. Đây. Rồi các bạn đấy cho cái này hôm nhiều lần này. Nếu các bạn quên này. Và chọn cái hộp công cụ nhá. Ok. Hộp công cụ. Ở đâu? Đây hộp công cụ này. Đấy. Rồi các bạn bấm ok. Đến nay có những cái dây này. Đây này. Chỗ đường tròn, chỗ xuống chỗ đường tròn này. Đấy. Thì ở đây có cái này. Hỏi là loại đường tròn gì này. Thì đây ta sẽ có này. Đường tròn đơn vị này. Nửa đường tròn đồng hồ này. Chúng ta chọn đồng hồ. Đấy. Chọn đồng hồ. Rồi vận hành. Đấy. Thì đấy là 12 giờ các bạn này. Đó là 11 giờ này. Bấm xuống là 10 giờ này. Đó 9 giờ nè. Đấy 7 giờ nè. 6 giờ đấy. Đấy các bạn coi giờ đấy. Giờ này giờ mô phỏng đấy các bạn nhé. Còn giờ chính thức thì các bạn phải sử dụng máy tính đồng hồ thì mới coi được. Không có cái máy tính nào bỏ túi nào mà coi giờ được không. Đấy là chỉ mô tả cái cách học giờ thôi các bạn nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong dịp nhật.